Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi-thiên 130. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi. Nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài. Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác ngươi. Chương 5. Chớ của nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em. Đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đặng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu, vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Sa-tan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng, ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có 2 hoặc 3 người làm chứng. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó. Đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Chương 15. Năm thứ 27 đời Jeroboam vua Israel, thì Asaria con trai Amasia vua Juda lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Giê-cô-lia, quê ở Giê-ru-sa-lem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Thế mà người không dỡ các nơi cao đi, dân sự cứ cúng tế và xông hương trên các nơi cao. Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bệnh phung cho đến ngày người chết, người phải rút ở trong nhà riêng. Giô-tham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. Các chuyện khác của Asaria, những công việc người, đều đã chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Asaria an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn cùng họ tại trong thành David. Giô-tham, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asaria vua Giu-đa, Sa-cha-ri, con trai Jeroboam, lên làm vua Israel tại Samari, người cai trị 6 tháng. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm. Người không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Và Sa-lum, con trai Gia-be, giấy nghịch cùng người, đánh giết người tại trước mặt dân sự, đoạn làm vua thế cho người. Các chuyện khác của Sa-cha-ri đều chép trong sử ký về các vua Israel. Như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu rằng: dòng dõi ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy là điều đã xảy đến. Năm thứ 39 đời Ô-xia vua Giu-đa, Sa-lum, con trai Gia-be, lên làm vua, cai trị 1 tháng tại Samari. Menahem, con trai Gadi, ở Tiệt Sa đi lên Samari, đánh Sa-lum, con trai Gia-be, tại Samari và giết người đi. Đoạn Menahem lên làm vua thế cho. Các chuyện khác của Sa-lum và người phản ngụy làm sao đều chép trong sử ký về các vua Israel. Bây giờ Menahem đi khỏi Tiệt Sa, hãm đánh tiếp sắc cả dân sự ở trong và khắp địa hạt chung quanh, bởi vì thành ấy không khứng mở cửa cho, nên người đánh nó và mổ bụng hết thảy người đàn bà có nghén ở tại đó. Năm thứ 39 đời Asaria vua Giu-đa, thì Menahem, con trai Gadi, lên làm vua Israel và cai trị 10 năm tại Samari. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời chẳng hề lìa khỏi các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phun, vua Assyri, loáng đến trong xứ. Menahem bèn nộp cho người 1.000 ta lân bạc để người giúp đỡ làm cho nước mình đặng vững vàng trong tay người. Menahem thâu lấy tiền bạc ấy nơi dân Israel, tức nơi những người có tài sản nhiều, cứ mỗi người 50 siết lơ bạc đặng nộp cho vua Assyri. Đoạn vua Assyri trở về, chẳng ở lâu tại xứ. Các chuyện khác của Menahem và những công việc người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Menahem an giấc với các tổ phụ người và Phê-ca-hia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 50 đời Asaria vua Giu-đa, thì Phê-ca-hia, con trai Menahem, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phê-ca, con trai Remalia, quan tổng binh người, phản nghịch người và đánh người tại Samari trong thành lũy của đền vua, luôn với Ạc-gốp và A-ri-e. Người có 50 người Gala-át theo mình. Vậy người giết Phê-ca-hia và cai trị thế cho. Các chuyện khác của Phê-ca-hia và những công việc của người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 52 đời Asaria vua Giu-đa, thì Phê-ca, con trai Remalia, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 20 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Trong đời Phê-ca vua Israel, Tiglath-Philese vua Assyri loáng đến chiếm lấy Ijon, Aben-Bet-Maka, Gia-nô-ác, Kede, Hát-so, miền Gala-át, miền Galile và cả địa phận Nephtali. Đoạn đem dân sự các xứ ấy sang Assyri. Ô-xê, con trai Ê-la, mưu phản Phê-ca, con trai Remalia và đánh giết người, rồi lên làm vua thế cho, nhằm năm thứ 20 đời Giô-tham, con trai Ô-xia. Các chuyện khác của Phê-ca và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 2 đời Phê-ca, con trai Remalia, vua Israel, thì Giô-tham, con trai Ô-xia, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tức vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusha, con gái Sa-đốc. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều Ô-xia cha người đã làm. Dầu vậy, người không dỡ các nơi cao, dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao đó. Ấy là Giô-tham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Giô-tham và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Rê-sin, vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia, đến hãm đánh Giu-đa. Giô-tham an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ tại thành David tổ tiên người. A-cha, con trai người, lên làm vua thế cho người. Chương 16. Năm thứ 17 đời Phê-ca, con trai Remalia, thì A-cha, con trai Giô-tham, vua Giu-đa, lên làm vua. A-cha được 20 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như David tổ phụ người đã làm. Nhưng người đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gớm ghiếc của các dân tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel mà đưa con trai mình qua lửa. Người cũng cúng tế và sông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. Bây giờ Rô-sin vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia vua Israel, đều đi lên đặng hãm đánh Jerusalem. Họ vây A-cha nhưng không thắng người được. Ấy nhằm lúc đó, Rê-sin vua Syri khôi phục Ê-lát về nước Syri. Người đuổi dân Giu-đa khỏi Ê-lát, và dân Syri bèn đến Ê-lát, ở đó cho đến ngày nay. A-cha sai sứ giả đến Tiết-la-phi-lê-se vua A-syri, nói với người rằng: tôi là kẻ tôi tớ vua, là con trai vua. Hãy đi đến giải cứu tôi khỏi tay vua Syri và vua Israel đã dấy lên cùng tôi. A-cha lấy bạc và vàng có ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va và ở trong kho đền vua, gửi đem làm của lễ cho vua A-syri. Vua A-syri nhậm làm điều A-cha xin, đi lên hãm đánh Đa-mách và chiếm lấy, bắt đem dân cư nó sang Ki-rơ và giết Rê-sin. A-cha bèn đi đến Đa-mách đặng đón Tiết-la-phi-lê-se vua A-syri. A-cha thấy một cái bàn thờ ở tại Đa-mách, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo nó cho thầy tế lễ Uri. Thầy tế lễ Uri chế một cái bàn thờ y theo kiểu mà vua A-cha từ Đa-mách đã gửi đến. Thầy tế lễ Uri chế xong bàn thờ ấy trước khi vua trở về. Khi vua từ Đa-mách trở về, thấy bàn thờ, bèn lại gần và dâng của lễ trên nó. Người xông trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ chay mình, đổ ra lễ quán và huyết về của lễ thù ân tại trên đó. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va thì người cất khỏi chỗ nó tại trước đền thờ, giữa bàn thờ mới và đền của Đức Giê-hô-va, rồi để nó bên bàn thờ của người về phía bắc. Đoạn vua A-cha truyền lệnh cho thầy tế lễ Uri rằng: người sẽ xông trên bàn thờ lớn của lễ thiêu buổi sáng và của lễ chay buổi chiều, của lễ thiêu và của lễ chay của vua, lại xông của lễ thiêu và của lễ chay của cả dân sự trong xứ, cũng đổ ra tại trên nó lễ quán của họ, và tưới cả huyết con sinh dùng làm của lễ thiêu, luôn cả huyết về các con sinh khác. Còn bàn thờ bằng đồng ta sẽ dùng cầu vấn ý Chúa. Thầy tế lễ Uri làm theo mọi điều vua A-cha truyền dạy cho người. Vả lại, vua A-cha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ cái biển bằng đồng xuống khỏi bò nâng nó, rồi đem để nó trên một nền lót đá. Vì cớ vua A-syri, người cũng đổi trong đền thờ của Đức Giê-hô-va cái hiên cửa dùng về ngày sa-bát mà người ta đã xây trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Các chuyện khác của A-cha và những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Đoạn A-cha an giấc cùng các tổ phụ người, được chôn bên họ trong thành David. Ê-xê-chia, con trai người, kế vị người. Chương 17. Năm thứ 12 đời A-cha vua Giu-đa, thì Ô-xê con trai Ê-la lên làm vua Israel tại Samari. Người cai trị 9 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng bằng các vua Israel trước người. Sanmanasa vua Assyri đi lên hãm đánh Ô-xê. Người bị thần phục Sanmanasa và đóng thuế cho người. Nhưng vua Assyri thấy Ô-xê toan mưu phản, vì Ô-xê có sai sứ giả đến Sô vua Ai-cập và không nộp thuế cho vua Assyri như người hàng năm đã làm. Vua Assyri bèn bắt người, xiềng lại và hạ ngục. Đoạn vua Assyri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Samari trong 3 năm. Năm thứ 9 đời Ô-xê, vua Assyri hãm đánh Samari, đem dân Israel sang qua Assyri, lập họ ở tại Cha-la và trên bờ Cha-bo, sông của Gô-sang, cùng trong các thành nước Medi. Và dân Israel đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai-cập và khỏi tay hà hiếp của Pharaoh vua Ai-cập. Chúng đã kính thờ các thần khác theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel, và theo lệ mà các vua Israel đã định. Dân Israel làm lén những việc bất chính, nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các nỗng cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng sông hương y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng: các ngươi chớ thờ chúng nó. Song Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Giu-đa rằng: khá từ bỏ đường ác của các ngươi, hãy gìn giữ điều răn và luật lệ ta, tùy theo các mạng lệnh ta cậy những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi. Nhưng chúng không muốn nghe, cứng cổ mình, y như các tổ phụ của chúng không có lòng tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước Ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà Ngài đã phán với họ. Chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không, bắt chước các dân tộc ở chung quanh mình mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy 2 tượng bò con, cùng làm thần tượng Asherah, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng Ba Anh. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Chính Giu-đa cũng không vâng giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những lệ luật mà Israel đã lập. Thế thì Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Israel, làm khốn khổ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào, cho đến ngày Đức Giê-hô-va đày đuổi họ khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri tôi tớ Ngài. Vậy Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyri cho đến ngày nay. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Shephat-vaim đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành nó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Người ta bèn nói với vua Assyri rằng: các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lễ thờ phượng thần của xứ, vì vậy thần đó có sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lễ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyri liền truyền lệnh rằng: trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về ở tại trong xứ đó, đặng dạy lễ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem đi trở về ở tại Bê-tên và dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Song mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miễu tại trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng lên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng Su-cốt-bê-nốt, dân Cút tạo hình tượng Nẹt Ganh, dân Hamat tạo hình tượng Ashima, dân Avim tạo hình tượng Nipka và Tạc Tác, dân Sê-phạc-va-im thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sê-phạc-va-im. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng chọn những người trong bọn mình lập làm thầy tế lễ về các nơi cao. Những thầy tế lễ ấy vì chúng dâng những của tế lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình theo thoái tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. Ngày nay, chúng hãy còn làm theo thoái tục cũ mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ hoặc luật lệ hoặc thoái tục hoặc luật pháp hay là điều răn truyền cho con cháu Gia-cốp mà Ngài đặt tên là Israel. Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy chúng rằng: các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lại hầu việc chúng nó và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hô-va là đấng dùng đại năng và cánh tay giơ thẳng ra đem các ngươi ra khỏi Ai-cập. Đấng đó các ngươi phải kính sợ thờ lại và dâng của lễ cho. Các luật lệ, điều răn, quy tắc và mạng lệnh mà Ngài chép cho các ngươi khá gìn giữ làm theo đời đời, chớ nên kính sợ các thần khác. Các ngươi chẳng nên quên giao ước mà ta lập với các ngươi, chớ kính sợ các thần khác, nhưng khá kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù nghịch. Dầu vậy, các dân tộc ấy không nghe theo, nhưng còn làm theo thói tục cũ của mình. Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình. Tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắc chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.